máy cắt mỏ gà hiệu 9DQX4. Hôm nay em đang thử hàng gửi đi cho các bác nhé. Đây các bác có thể thấy này, lưỡi rất là nóng đỏ này, dập rất là đều và nhanh các bác nhé. Cách điện, cách nhiệt rất là tốt này. Thì hôm nay em đang thử hàng để gửi cho khách các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu mua chiếc máy như thế này thì liên hệ em theo số hotline nhé. Đây kho hàng của em đấy. Em đang ngồi thử hàng. Thì em sẽ cắm thử luôn cho các bác một chiếc nữa nhé. Hôm nay bác lấy hai cái này, em thử. Các bác lưu ý là chấu này là chấu ba chân các bác, nên khi về các bác sẽ phải đổi sang ổ ba chân hoặc là một cái phích cắm ba chân khác nhé. Các bác có thể cắt được nhưng mà để an toàn nhé, bởi vì là thiết kế rất là an toàn này. Các bác cứ dùng chấu ba chân cho an toàn nhé. Khi cắm này, bác vặn nhiệt lên nhé, lưỡi nhiệt này, nó có 6 nấc các bác nhé. Đấy, bác nâng số 6 cho em này, chúng ta đợi khoảng một chút lưỡi sẽ đỏ nhé. Còn bên đây là nút dập thôi nhé, dập này, dập. Đấy, lưỡi bắt đầu nóng đỏ rồi nhé. Đấy, máy cực kỳ cao cấp luôn nhé, dập tự động hoàn toàn, điều chỉnh theo tốc độ các bác làm việc nhé, rất là tiện. Đấy, một máy có thể dành cho 2-3 người làm thoải mái các bác nhé. Điều chỉnh dập nhanh dập chậm này rất là hiệu quả. Mỗi một máy thì có kèm thêm 2 lưỡi cắt như này nhé, nên các bác cho các bác thoải mái này, các bác dùng tới 3-4 năm nhé, mới phải mua lưỡi mới nhé. Đấy, máy thì vỏ sơn tĩnh điện rất là đẹp nha, cách điện cách nhiệt rất là tốt này, em đang sờ tận nơi này, coi không thấy nóng gì luôn nhé, không thấy nóng nhé, nhưng lưỡi thì cực kỳ nóng nhé. Đấy, máy rất là nặng, máy lõi đồng lên tới 7 kg, nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm về cái tạo nhiệt và chất lượng của nó nhé. Đây là vỏ hộp nó luôn này, em đang cắt máy để gửi cho bác trả sốt rất cẩn thận nhé. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em theo số hotline nhé. Đấy, ngoài ra em sẽ bán thêm các xi lanh các bác này, các xi lanh tiêm gà này, các đồ chăn nuôi nhé. Em đang ngồi kho hàng, hôm nay đang đóng hàng đi hơi vừa vội một chút nhé. Đấy, kho hàng này mà cần gì về con gà này, gia cầm, vật nuôi cũng alo em nhé. Xin cảm ơn các bác. Xin chào các bác.